nay cái độ truyền cảm nó nhiều hơn. Mình tách ý được, ví dụ như đi tìm đó là hành động đầu tiên, rồi thỉnh cầu. Có phải là ai đó để mà thỉnh cầu họ phải hạ cái cô của họ xuống, và họ mới thỉnh cầu cũng phải mạnh để tháo gỡ. Thì có nghĩa là cái từ tháo gỡ nó cho mình sự nhẹ nhàng với mọi thân tí thìn. Tam tai tại các năm Dần, Mão, Thìn. Tam tai là ba tai ương. Người Việt cứ 10 người có hơn 5-7 người sợ hạng tam tai hay thái tuế. Những vị gia chủ tìm đến Khải Toàn biết rằng phong thủy là một phương tiện bên ngoài, tu dưỡng tâm tánh là bên trong. Có cả những vị đứng đầu ngành, có những vị giàu có, họ đều có một điểm chung, đó chính là tin vào thiên địa quỷ thần, tin vào nhân lành quả thiện. Bản thân các vị ấy luôn hướng thượng. Những năm hạng tam tai của họ dù có biến động nhưng lại khá thành công. Hãy thử một vài tháng thiền định sẽ giúp bạn an lành, vài năm thiền định giúp bạn tìm lại chân tâm của mình để tự mình hóa giải mọi vận hạn, ngay cả tam tai. Khải Toàn xin giải thích tam tai và phương pháp hóa giải. Có thể hóa giải 7-8 phần vận hạn tam tai này trong tương lai. Để hóa giải tam tai không khó, chỉ cần bạn đủ phước duyên để sống thiện lương, tự tạo từ trường thiện lành từ bên trong, từ các bên ngoài sẽ chuyển biến theo. Phương pháp hóa giải này 7 phần từ bên trong, 3 phần từ bên ngoài. Việc cúng kiến giải hạn hay thỉnh vật phẩm chỉ là phương tiện bên ngoài. Dù bạn có tìm được một loại cây tốt mà cắm vào mảnh đất khô cằn, có từ trường tiêu cực cũng khó lòng cho cây tươi tốt. Bạn là người thiện lành, bạn tin vào chính mình, tin vào thiên địa quỷ thần và đủ cơ duyên xem được video hóa giải vận hạn kính này thì 9/10 có thể chuyển hung thành cát. Vì sao có người thỉnh cát kim và giảm hạn được may mắn? Vì sao có người lại không? Đó chính là phước phần của mỗi người đã tự vun bồi trong quá khứ. Phàm những việc các năm trước là nhân thì hiện tại là quả. Giả dụ những vị nghe theo những lời khuyến thiện của Khải Toàn, mỗi ngày hành thiền 10 phút, mỗi sáng nguyện những điều lành, tự thách vài tháng sau thân tướng tươi tốt là hành thiền. Vì hành thiền là nhân, tướng mạo sắc thái tươi vui là quả. Khải Toàn vẫn có kim bài gia trì sái tịnh thêm may mắn. Tuy nhiên các vị chưa bỏ tư tưởng tiêu cực không nên thỉnh, không mang lại hiệu quả cao. Tư tưởng tiêu cực là lo sợ năm hạn mà không tìm hiểu để thay đổi tâm tánh, luôn ôm vào lòng lời nói bất thiện của người khác. Người mà tự tạo từ trường tiêu cực cho chính mình thì dù có Phật, Bồ Tát, thiện cũng không thể giúp được.